bà Thu Ngọc Thủy gửi những lời thân yêu đến thân phụ Tô Văn Lai trong ngày của cha, hé lộ bệnh tình hiện tại. Hôm nay là ngày lễ của cha, khắp nơi trên thế giới, tất cả những người con hiếu thảo đã gửi những lời thân yêu đến người cha của mình, và bà Tô Ngọc Thủy cũng đã hé lộ tâm tình mình trong ngày lễ đặc biệt này. Happy Father's Day, Chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022. 18 ngày qua, ba nằm yên đó trong phòng cấp cứu ICU. 18 ngày ba sống được là nhờ vào máy cùng với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ và chuyên viên y tế của bệnh viện Auden Cole Medical Center. Con vào thăm ba mỗi ngày, khuôn mặt con trở thành quen thuộc đối với người security. Ông ta nhớ tên và số phòng ICU ba đang nằm. Con gặp một anh y tá chăm sóc ba đợt trước, anh ta rất ngạc nhiên tại sao ba lại vào cấp cứu lần này là lần thứ ba. Anh tưởng rằng ba đã khỏe lại rồi. Con cũng nghĩ ba đã khỏe lại nên vội vàng bay về Việt Nam để làm công việc cho Thiên Nga. Để giờ đây con quá hối hận, con không có được thời gian lo cho ba, đút ba ăn, chăm sóc ba, nói chuyện với ba, thương ba. Con sẽ hối hận đến suốt cuộc đời này, vì con có thể sẽ không còn nghe tiếng ba khuyên bảo hay la rầy con. Hôm nay là lễ Father's Day, con cầu xin, nếu đẹp lòng ân trên, xin chữa lành ba chúng tôi, nếu không xin hãy rước ba đi trong bình yên. Bé thương ba vô cùng. Dưới bài đăng của bà đã có nhiều nghị sĩ hải ngoại chia sẻ. Phương Hồng Quế, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho ông. Thu Thảo, nguyện cầu ba chị sẽ khỏe lại. Chi Phan, chúc bác Lai được ơn trên ban phép nhiệm màu để sống lâu với con cháu. Thomas tâm nguyện, em cảm thông với chị và mong điều tốt lành nhất sẽ đến với bác Lai. Chú ơi, mọi người đang cầu nguyện và xin ơn trên cho chú mau khỏe lại. Cố gắng nha chú. Happy Father's Day đến với chú. Mong ông mau hồi phục sức khỏe. Sự công hiến của ông cho nghệ thuật mọi người sẽ nhớ mãi. Cây cổ thụ tạo nên Thiên Nga Parivanai. Huỳnh Hoa, cho con gửi lời chúc Father's Day đến ông Lai cũng như chú Thi Nha cô Thủy. Mong ông Lai mau chóng khỏe mạnh và sớm bình phục ạ. Và có rất nhiều lời chúc và cầu nguyện cho ông lúc này. Những nghệ sĩ đã được ông Tô Văn Lai dìu dắt. Đầu thập niên 1990, ông Tô Văn Lai gửi một số công băng của chương trình Party by Night đến cho nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, hiện đang định cư tại Toronto, Canada, cùng một lá thư với ngỏ ý muốn Nguyễn Ngọc Ngạn cộng tác với Trung tâm Thiên Nga trong việc làm MC trong các chương trình Party by Night. Vì pháp phải lý do gia đình lúc đầu không đồng ý cho ông tham gia làm MC, nên một thời gian khá lâu sau, Nguyễn Ngọc Ngạn mới chấp thuận lời mời của ông Lai. Và sau này, ông Lai đã gọi điện cho Nguyễn Ngọc Ngạn để mời ông sang Paris lần đầu. Kể từ năm 1992, Nguyễn Ngọc Ngạn trở thành MC đặc quyền cho các chương trình Paris by Night. Mặc dù sau này, Nguyễn Ngọc Ngạn đã từng không dưới một lần gây ra scandal khiến cho trung tâm phải hứng chịu chỉ trích nặng nề từ các cộng đồng người Việt cả trong nước lẫn hải ngoại. Hầu như, ông không có phản ứng gì nặng nề với nhà văn. Bù lại, ông còn tiếp tục tạo cho Nguyễn Ngọc Ngạn thêm nhiều cơ hội để tiếp tục thể hiện tài năng của mình thông qua các chương trình Party by Night. Chính bản thân ông cũng là người đã gửi lời mời đến các nghệ sĩ nhất định hoặc chủ động tìm đến họ, dù họ đang sống tại hải ngoại hay đang ở Việt Nam, để mời họ cộng tác thực hiện những chương trình Party by Night với chủ đề vinh danh dòng nhạc của những nhạc sĩ đó. Và nhạc sĩ Lam Phương đã trở thành một trong những bằng hữu thân thiết của gia đình ông khi ông có nhiều lần tổ chức chương trình ca nhạc vinh danh dòng nhạc của ông. Sản phẩm thành công nhất của Thiên Nga là loạt chương trình Party by Night sau đó, được phát hành hàng năm kể từ năm 1987, là chương trình theo thể loại đại nhạc hội, bao gồm hầu hết các thể loại tân nhạc, cổ nhạc, nhạc trữ tình trước năm 1975, vũ đạo, sau bổ túc thêm hài kịch, phóng sự, nhạc theo chủ đề. Thời đỉnh cao của trung tâm đã kéo dài từ thập niên 1990 cho đến đầu thập niên 2010, và trong thời gian này, ông Tô Văn Lai cũng đã giao trách nhiệm giám đốc CEO cho vợ chồng cô Tô Ngọc Thủy. Sau khi chứng kiến được những thành tựu mà vợ chồng con gái đã đạt được sau những lần trở thành giám đốc sản xuất của hơn 30 chương trình Party by Night. Năm 2002, nữ ca sĩ Ngọc Hà, khi ấy mới 22 tuổi, xuất hiện lần đầu trong chương trình Party by Night số 63, Dòng Thời Gian, vào thời điểm cô mới trở thành ca sĩ của trung tâm Thiên Nga. Nguyễn Ngọc Ngạn là người đã dẫn dắt cô đến với con đường ca sĩ, trong khi Tô Văn Lai tìm cách đưa cô đi chữa bệnh mất ngủ kinh niên, và vợ chồng Tô Ngọc Thủy tạo điều kiện cho Ngọc Hà tiếp tục được thể hiện tài năng của mình
trên sân khấu Paris by Night. Như vậy, nên sau này Ngọc Hà mang ơn trung tâm rất nhiều. Tháng 2 năm 2006, sau thành công của chương trình Paris by Night số 80, tới khắp mọi nhà, ông Tô Văn Lai trở về Việt Nam và tìm gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, bây giờ đã về hưu và mở một tiệm tạp hóa. Hai người đã thảo luận và lên kế hoạch cho một chương trình Paris by Night với chủ đề vinh danh nhạc sĩ. Tuy nhiên, việc nhạc sĩ không thể ra nước ngoài đã khiến ông phải gác lại việc thực hiện chương trình này theo kịch bản đã đề sẵn, và một kịch bản khác đã được lập ra để thay thế, và kịch bản đó đã được sử dụng để thực hiện Paris by Night số 81 âm nhạc không biên giới 2. Năm 2012, Trung tâm Tiếng Nga thực hiện chương trình Paris by Night kỷ niệm 20 năm nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cộng tác với Trung tâm Tiếng Nga, và ông là người đã ca ngợi những cống hiến của Nguyễn Ngọc Ngạn và trao tặng kỷ niệm chương và lưu niệm cho nhà văn. Ngày 26 tháng 2 năm 2018, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua đời. Biết tin gia đình ông đã tìm lại kịch bản mà chính ông Lai đã lên kế hoạch từ 12 năm về trước cùng với cố nhạc sĩ, hoãn lại kế hoạch thực hiện CD Hành Trình 35 năm để thực hiện chương trình Paris by Night số 125 Chiều Mưa Biên Giới để tưởng nhớ đến ông. Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng nổ trên thế giới và Trung tâm Tiếng Nga thực hiện MV Áo Trắng Áo Xanh, Tô Văn Lai có thể được nhìn thấy đang đứng cạnh gia đình mình trong MV, chứng tỏ rằng gia đình ông vẫn khỏe mạnh và chưa bị nhiễm virus. Tháng 12 cùng năm, ông Lai một lần nữa xuất hiện dưới ống kính camera của Trung tâm Tiếng Nga khi ông dự lễ tang của nghệ sĩ Chí Tài cùng con gái ông và nhiều nghệ sĩ trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Đầu năm 2021, ông tham gia lễ an táng cố nhạc sĩ Lam Phương, vốn là một trong những người bạn cố tri kỷ của mình và cả gia đình. Tô Văn Lai cũng chính là một trong những người ở bên linh cữu cố nhạc sĩ cho đến khi thi hài nhạc sĩ được đưa vào hỏa táng. Ngày 12 tháng 10 năm 2021, Tô Văn Lai xuất hiện trong lễ tang của nghệ sĩ Phi Nhung. Ông gặp một ít khó khăn trong vấn đề đi lại và cần người giúp đỡ. Ngày 7 tháng 11, ông có dịp được hội ngộ cùng nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, Trường Sa và Tuấn Khanh trong một đêm nhạc Thương Hoài Ngàn Năm, Xin Còn Gọi Tên Nhau. Được biết, Tô Văn Lai mặc dù tưởng chừng như đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn tự mình biên soạn nội dung kịch bản cho nhiều live show gần đây của Trung tâm Tiếng Nga tại quận Cam. Giữa tháng 4 năm 2022, Trung tâm Tiếng Nga thông báo về việc ông đang gặp vấn đề lớn về sức khỏe. Sau này được tiết lộ là ông đang mắc bệnh tim khi phải nhập viện và dưỡng bệnh trong ICU, đơn vị điều trị tích cực tại Trung tâm Y tế Orange Cove. Trên giường bệnh trong ICU, ông ngoại không nói được nhưng đã viết nghịch ngoạc những dòng chữ này, vì ông ngoại biết trước từ lâu ngành nghề làm nghệ thuật của gia đình không thể tiếp tục lâu dài. Nên ông dặn dò cháu ngoại cưng của ông, Nathalie, phải mở tiệm bán bánh để hầu lo cho Daddy và Mommy. Sau này, cô Ngọc Thủy viết về tình hình của cha mình vào ngày 27 tháng 4, tức ngày 26 tháng 4 theo giờ địa phương. Ngày 28 tháng 4 năm 2022, ca sĩ MC Anh Dũng khi đang tham gia live stream giới thiệu live show Con Thương Nhớ Mẹ thì phát hiện ra tài khoản Facebook của Tô Văn Lai đang theo dõi live stream, chứng tỏ vào thời điểm này ông đã tỉnh lại và đang theo dõi chương trình. Được biết live show Con Thương Nhớ Mẹ tổ chức vào ngày 8 tháng 5 năm 2022 là live show cuối cùng mà Tô Văn Lai tham gia thực hiện thông qua việc trực tiếp biên soạn và tuyển chọn nghệ sĩ thực hiện. Đúng ngày sinh nhật lần thứ 85 của ông, theo giờ địa phương, Tô Ngọc Thị đã thông báo trên Facebook rằng tình trạng của ông đã cải thiện và được chuyển từ ICU sang phòng thường để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, chiều tối ngày 2 tháng 6, tình hình của ông diễn biến xấu trở lại, phải can thiệp bằng máy trợ thở.